Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Hexit nha. Và đây chính là một mod pack chuyên về đi khám phá cũng như là phiêu lưu. Thành ra mình xin các bạn ấy cho mình được phép sử dụng một cái lệnh, đó chính là Keep Inventory nha. Nó giúp mình tránh trường hợp là mất đồ khi mà bị mấy con quái quá mạnh nó sốc đam mà chết ấy. Đây, Keep Inventory và True là một cái nè. Rồi, và đầu tiên thì như thường lệ thì mình vẫn đi lấy gỗ thôi. Và đây cây thì nó cũng có một vài cái loại cây khác nữa. Cái này là cái cây gì đây? Để mình đập thử một cối ra nha. Palm tree log. Wow, cái này giống kiểu như cây dừa vậy đó. Ôi, mình được một bàn chế tạo nè. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm khoảng 2 đến 3 cái thân nữa để mình có thể làm một cây rìu. Khi mà có rìu á thì mình sẽ chặt cây nó nhanh hơn rất là nhiều luôn. Đây mình sẽ đổi hết ra mấy cái ván, một ít que và làm một cây rìu liền. Đó, rồi chúng ta sẽ chặt cái cây thử coi. Hình như trong đây nó có một cái mod chặt cây thì phải, giúp mình có thể chặt cây nhanh hơn ấy. Ủa? Hình như nó không có áp dụng với cái palm tree này thì phải. Mình nhớ mấy cây thẳng hình như nó có áp. Ồ, hình như vậy là nó không có áp dụng được với mấy cái cây cong cong này rồi. Ui, nó còn rơi ra cả cái mầm cây kìa. Được ba cái sapling rồi. Rồi mình sẽ đi tiếp về phía trước. Và trước mặt mình là cái con voi à. Ui, cái này có voi. Ồ, đúng rồi, elephant kìa, con voi. Hoa gì đây? Purple flower. Ui, nó gầm mình nữa chứ. Ui, cái gì đây? Ui, con này kiểu như con nhím thì phải á. Ở đây có cái cây này để mình chặt thử coi, hy vọng nó cái mod chặt cây nó có thể áp dụng được với cái cây này nè. Được không? Thấy lâu quá rồi nè. Nè, được nè. Yay, chặt một phát ngã nguyên cái cây luôn. Và được có nhện thôi. Không vô đâu. Giờ mình cần phải làm một cây cúp á để mình có thể đào được những cục đá. Và cái này là vùng táo nguyên hay sao ấy, thành ra quá trời voi nè. Và trên kia có cái đảo bay quá trời to luôn. Wow, nguyên một đảo hình tròn tuốt trên này nè. Từ từ mình sẽ trèo lên trển đi khám phá. Giờ thì mình sẽ làm một cái cây cúp bằng gỗ trước. Đổi ra gỗ nè. Không biết mình làm từ hai cái loại gỗ khác nhau được không ta. Ôi, làm từ mấy loại gỗ khác nhau cũng được luôn. Rồi mình lấy lại cái bàn chế tạo cái đã. Và cái bàn chế tạo nè, mình cũng có thể đổi ra cái crafting station này. Cái này mình có thể craft đồ á, mà không sợ đồ nó rớt ra khi mà chúng ta thoát khỏi cái bàn chế tạo ấy. Ô, được mấy trái tim gì nè. Wow, và đây cũng là voi tiếp, quá trời voi luôn. Mình sẽ mang thêm ít gỗ trước khi đi xuống cái chỗ để đào mai nhá. Ô, hình như đè ship thì nó sẽ như là nó không chặt hết cây, đúng không ta? Ờ, đúng rồi, đè ship thì nó không có chặt hết cây. Vậy là mình phải kiểu như là không được ngồi khi chặt ấy. Và đây có mía nè, gần biển luôn. Ồ, nhưng mà không có hang ta. Hồi nãy có cái hang mà nó có quái mình không dám xuống. Sợ xuống dưới mấy con quái nó quánh ấy. Ồ, đây có dùng gỗ sòi nè. À, đây. Đây chính là cái thứ mà mình đang cần nè. Là những cái bông hoa hexico ấy. Đây là thứ giúp chúng ta có thể chế tạo được những cái... nhầm. Đây, chế tạo được những cái hexico diamond nè. Và từ cái này thì chúng ta có thể chế tạo được những cái set đồ á, được gọi là mạnh nhất trong game rồi. Đó, đây là những set đồ đặc trưng cho cái mod pack này. Đó, khi mà full set thì chúng ta sẽ có thêm được những hiệu ứng kèm theo nữa, rất là hay luôn. Và ui, ở đây có cái đầu con skeleton nè. Không biết có lấy... Ui, đợi lên thử. Ủa, đợi được không? Ui. Mình đợi được, được luôn nè. Wow, rồi, đổi đầu skeleton đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy một ít cái đá cội trước. Mình sẽ làm một cái lò nung. Ủa, mình chỉ lấy đá cội thôi mà. Ui, mình lấy đá cội thôi mà. Ôi, được mấy viên kim cương đây. Ui, đừng nói có đúng một viên nha. Ui, lỡ cho 2-3 viên đi. Ồ, 2 viên rồi. Vậy 3 viên. Mới vô được 3 viên kim cương luôn. Vậy là mình có thể làm được một cây cúp kim cương rồi. Vậy từ cây cúp kim cương này á, mình sẽ dễ dàng hơn trong việc đi đào khoáng sản rất là nhiều. Rồi giờ mình sẽ đổi ra một cái que nè, làm một cái cây cúp bằng đá. Kế tiếp sử dụng ít đá làm cái lò nung. Rồi sau đó đặt xuống đây luôn. Và tìm sắt trước. Tại vì có sắt. Ồ, đây một cái hexico nữa nè. À đây sắt luôn. Vậy khởi đầu khá là thuận lợi á. Và chúng ta cũng có thể làm được những cái que bằng đá hay sao ấy. Ờ đúng luôn nè, stone tool rod. À,
mấy cái que bằng đá để chúng ta có thể làm được những cây đuốc khi mà đi mai ấy. Trường hợp mà quên đem theo gỗ ấy thì đá chính là thứ giúp chúng ta cũng có thể làm đuốc luôn. Rất là hay. Rồi có sắt rồi, giờ thì mình sẽ cho vào lò nung trước, rồi sau đó quay lại đằng kia đào hết chỗ còn lại nhá. Giờ chưa có than thành ra dùng gỗ tạm đi. Cho sắt vào. Nó gỗ cũng nấu ra được nè. Rồi hết mấy cái palm tree này làm cái chất nung luôn. Rồi lại đây và lấy tiếp một ít sắt nữa. Và đây có redstone. Có than không? Ô sắt nữa nè, lưu ly luôn. Trong mod pack nè là những cái khoáng sản nó lộ thiên như vậy nè, rất là hết luôn á. Kiểu như không cần phải đào quá sâu để tìm được những khoáng sản cần thiết. Đó, vậy là chúng ta chỉ cần khám phá phía trên thôi, vẫn có thể tìm được những cái loại khoáng sản cần thiết rồi. Yeah. Và gần biển không biết. Ôi. Wow, nó có cái tàu nữa cơ. Nó có tàu cướp biển nữa kìa. Ồ, một thứ nữa đi mình có thể khám phá rồi. Dạ dạ. Giờ mình sẽ lại đằng đây và đào hết cái số sắt này trong khi chờ đợi cái lò nung nó nung sắt ra nhá. Đó, và tranh thủ là mình làm một cây kiếm bằng sắt bự bự luôn để mình có thể phòng thân nữa. Trong đây con quái nào nó cũng mạnh hết trơn ấy. Mình sẽ làm một cái cây. Mình để mình test thử nha. Những cái que này mình có thể làm được dụng cụ không? Ôi, que này chúng ta chỉ có thể làm đuốc hay sao ấy. Còn làm dụng cụ thì chúng ta vẫn phải dùng cái que bằng gỗ nhá. Rồi một nè. Ui, kim cương thiệt luôn. 5 viên. 6 viên luôn. Vậy mới vào đã chúng ta đã có được 6 viên kim cương rồi. Yay. Và có thêm 4 cái nữa. Mình sẽ sử dụng 3 cái để làm một cái xô trước để tránh trường hợp mà bị lava đốt ấy. Rồi giờ mình sẽ cho thêm sắt vào nè. Đó, đợi cho nó nấu. Và mình sẽ làm một cái cây giant soi. Đây, một cây kiếm kiếm sắt đâu. Đã, mình sẽ làm một cây kiếm này nè. Rất là bự luôn. Nó cũng có khả năng kiểu như là chống đỡ nữa. Rất là hay. Đó, và chúng ta cần, để mình coi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cần 6 cái phôi sắt lận. Mà mình chỉ mới có 4 thôi. Cần thêm 2 cái nữa. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đổi ra một ít cái ván nè. Và đào than nữa. Quên. Ê, chưa lấy cái bông hoa hexicle. Suýt nữa thì quên rồi. Giờ gặp hexicle á là nhào lại nhặt liền luôn để không thôi quên. Ôi. Ôi thỏ dễ thương vậy. Ôi trong đây mình cũng gặp được mấy bé thỏ dễ thương cực nè. Wow, gặp được mấy bé thỏ này cũng dễ thương ghê luôn. Và đủ rồi, giờ mình sẽ làm một cái mình thử nha. Làm thử cây kiếm vậy được không? Ồ, vẫn không được, vậy là bắt buộc mình phải sử dụng những cái que gỗ nhá, không dùng que bằng đá được rồi. Vậy là que đá chỉ có thể làm đuốc thôi. Đó, vậy là chúng ta đã có được một kiếm siêu to khổng lồ luôn. Vậy nó có thể kiểu như là thay bằng cái khiên luôn á. Rồi, giờ mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo cũng như là cái lò nung nhá. Lấy bàn chế tạo nè, lấy lò nung, rồi đi khám phá tiếp thôi. Giờ mình cần phải tìm cừu. Cừu là thứ cần thiết ngay bây giờ, tại vì mình chưa có cái đêm qua đêm nữa. Và nãy giờ đi thì mình chưa phát hiện mấy cừu nó hết trơn ấy. Ui, giờ không có cừu là hay không có ngủ được đâu. Phải tìm cừu gấp mới được. Ôi, đằng kia có con ngựa kìa. Ngựa chắc không cần. Rồi, xong luôn. Ôi, có heo. Thức ăn của mình. Giờ mình chưa có thức ăn nữa. Đây, lấy thịt một ít bé heo đi. Rồi, màn đêm buông xuống rồi mà chúng ta vẫn chưa có được lông cừu nữa. Ủa sao qua đêm đây ta? Vùng này hoa lá quá trời mà không có cừu ta. Ui, té. Rồi luôn, đói rồi. Ăn đỡ một ít thịt sống luôn đi. Đi ghê tìm thịt, đi tìm cừu. Ui, hexicle. Đó, nãy giờ được 3 cái hexicle rồi. Tìm cừu. Cừu đâu. Rồi, không có cừu rồi. Ơ, có làng. Dây, có dân làng. Cũng được, có làng vô. Sống chung với mấy nhân làng lúc đầu á cũng khá là hay á. Và không biết trong làng này có len không ta. Thường thường mấy cái đèn của dân làng á là sẽ cắm đuốc xung quanh, và xung quanh đó là những cục len. Và làng này thì mình chưa thấy cái cục len nào hết. Ui, chẳng lẽ đêm đầu tiên mình phải sống ở ngoài sao? Mình không muốn sống ở bên ngoài đâu, nguy hiểm lắm. Trong đây coi có không. Này không có anh nào đổi len hết. Ui, không có anh nào đổi len hết ta. Ui, mình muốn tìm anh nhân làng đổi len. Ở đây nè. Ôi, mà anh đổi len để lấy emerald mà. Ui. Rồi. Giờ mình phải tìm cừu trong màn đêm rồi.
Ủa đây không có luôn. Dùng băng này chắc cũng không có đâu, vùng đồng bằng mà còn không có mà. Ủa mình ui dùng bài. Dùng bài. Ui nó rơi ra củ cà gót kìa. Đúng không ta? Hay là rơi ra cái gì á? Ui có gà mà sao có cừu ta. Lấy thịt gà luôn. Đó, giờ mình sẽ nấu thức ăn ăn tạm qua đêm đi. Chứ giờ là không có lên cừu rồi đó. Rồi trong đây cừu hơi bị hiếm luôn á. Rồi vô trong làng lại nào. Để coi coi trong làng này có mấy anh nhà, có mấy anh thủ thư không nhá. Để mình còn lấy mấy cái kệ sách nữa. Anh này coi. À anh này bán bánh quy. Anh này bán bánh mì. Ui anh này đổi thịt heo lấy emerald nè. Mà mắc quá. Thịt heo không có ăn nữa mà. Lấy đâu ra mà đổi và anh đi ra. Ui anh này không cho mình đi ra nữa. Đi ra đi. Ui zombie nó đập cửa rồi kìa. Thôi 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 thôi. Xong mấy anh dân làng rồi. Bị zombie khều rồi. Sẽ đặt lại. Ui đừng có đập cửa nữa. Thôi nhưng là ghê luôn á. Nhưng mà đập cửa. Đi ra. Đập cửa dân làng á. Phá. Phá. Phá cửa dân làng nè. Đập gần hư cửa người ta rồi. Thì tình mấy cái con zombie. Ui. Đỡ 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 đỡ. Nó đỡ được một hit rồi thấy không. Ui da. Ui mình còn. Ui ui. Nó đỡ nghe beng beng luôn á. Rồi lấy lúa nè. Ui hư lúa anh dân làng mất tiêu rồi. Ui đêm đầu phải chiến đấu bảo vệ làng nữa chứ. Thôi thôi xong rồi, giờ kiếm cái nhà nào mình gào lại mình núp thôi. Chứ giờ thức ăn mình còn có mấy cái đùi gà sống à. Rồi chặn tạm gì đi. Đặt cái bàn chế tạo xuống. Đặt lò nung xuống nung đồ ăn ra thôi. Ui giờ không có than nung dùng gỗ nung luôn đi. Đó nung nung thịt heo lên. Rồi nhìn xung quanh nào. Ui xung quanh đây nhiều quái lắm kìa, hai con Reaper luôn. Ui. Ôi chắc trong đây mình sẽ làm một cái cửa đi, không biết làm được cửa bằng gỗ này không ta. Gỗ này thì lại làm ra cửa gỗ sồi. Kỳ kỳ nha. Thôi kệ có cửa gỗ sồi cũng đỡ. Rồi đặt ở đây một cái. Đập khối này ra đi. Còn sau đó mình sẽ ra để thu hoạch một ít lúa làm thức ăn nha. Có thêm cà rốt nè. Đó dùng cà rốt ăn tạm cũng được. Là đêm đầu mình phải sống qua sống nhờ dân làng rồi. Không có giường để qua đêm ấy. Ủa cái này không không đưa ra mấy hạt giống à. Ở đây nè hạt giống nè. Rồi trồng lại nữa 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 nữa. Đừng có đập cửa anh dân làng. Thiệt tình mấy con zombie này. Ui nó tràn vô bên trong rồi kìa. Ui đừng có đập cửa dân làng mà, bể cửa người ta. Thiệt tình. Lì 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 nói mà lì. Lì hả. Rồi. Ui anh dân làng nhìn mình ngoài luôn. Mấy anh sợ ấy các bạn ơi. Ui xung quanh còn Reaper nữa. Sao cứ đập cửa hoài vậy. Đập cửa liên tục luôn á. Mấy anh dân làng này làm gì mà mấy con quái nó lại đập cửa nè. Và cái cửa này nó tự lành lại cũng đỡ. Phải nó không lành lại chắc mấy anh dân làng này bị quýnh nãy giờ rồi. Rồi trong lúc này mình thu hoạch lúa luôn. Rồi trồng lại. Đây. Úi da. Chật hết cả mình á. Đâu rồi. Ủa nó đâu á ta. À nấp hả. Nấp hả. Bắn hụt bắn. Úi. Đỡ 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 đỡ. Cái này nó có giới hạn ấy. Một xíu là nó phải hồi lại thì chúng ta mới có thể đỡ tiếp. Đó, thành ra cần phải lưu ý. Rồi ăn như một cái. Đêm đầu tiên cực khổ ghê luôn á. Không có nổi cái giường để qua đêm nữa. Rồi giờ mình sẽ sắp xếp đồ một cái. Ui mình có đầu con zombie nè. Đổi đầu đổi đầu. Đó đổi thành đầu con zombie rồi. Rồi ui đằng kia quá trời kìa. Có còn con nào lại ăn hiếp mấy nhân làng ông. Ui sao mấy này không vô nhà. Ui sao mấy anh không vô nhà đi. Con ui con này nó vô trong chổng nó ăn thịt anh dân làng rồi. Ui trong đây có mấy cái đồ gì nè. Wow mấy cái đồ chế tạo gì á. Mình không biết công dụng của nó là gì nữa mà thôi kệ đi. Trên đây là một cái chỗ để mình có thể quan sát. Ui con rết kìa. Ui ui con ui. Không biết có bạn nào sợ rết không chứ mình là sợ con rết cực luôn á. Ui con rết siêu to khổng lồ luôn. Giờ mày đứng nhìn gì. Đứng đứng nhìn cái gì. Ở đây một cái nhà giống kia nữa kìa. Thôi 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 thôi, chạy thôi chạy thôi. Đứng lên đây quan sát nào. Ui con rết kìa. Ui ghê quá. Ui đằng đây thì không có cái con cừu nào luôn á. Xung quanh đây là hầu như không có cừu luôn các bạn ơi. Ui đằng kia có cái hexico kìa. Wow một cái hexico nữa. Để sáng sáng mình ra mình nhặt. À mình có cách rồi. Sợi chỉ á cũng giúp chúng ta có thể chế tạo được những cái cục len. Đó thành ra bây giờ mình sẽ ra này nè. Tiêu diệt cái con nhện. Ui
Quýnh hả? Quýnh nhau. Quýnh. Ui con nhỏ nó quýnh ghê quá. Được hai con chảy rồi. Đó, hai con chảy rồi. Giờ mình sẽ ui có Enderman nè. Chơi liều không ta? Quýnh một cái rồi chạy. Chạy 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 chạy. Chạy chạy chạy. Tìm một cái chỗ nào mình nấp vô mình mới quýnh tiếp lại được. Rồi vô đây vô đây vô đây. Quýnh đâu rồi? Ui ui. Ui. Đó, mình nấp vô đây mới an toàn được. Đó. Ui, không được cái Enderpearl rồi. Ồ, buồn vậy. Không được cái Enderpearl rồi. Ôi đây còn zombie. Ơ, đằng kia còn con nữa nhưng mà con đó nó có cái búp sức mạnh rồi, mình sợ mình quánh không lại ấy. Vô đây, từng con một. Vô đây, yeah, một rồi. Cố lên, yeah, có chỉ nữa. Đó, càng nhiều chỉ càng tốt. Rồi, 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 kiểm tra lại. Thắp cây đuốc lên một cái coi. Ui, mình hết than nữa, sao làm đuốc. Ở đây có cây đuốc nào sao tối thui vậy. À, đây thì sáng rồi. Để mình kiểm tra coi. Mình được 5 cọc chỉ, mình được một cục len rồi đó. Cố lên, tìm thêm chỉ mới được. Mục tiêu của mình bây giờ là tiêu diệt những cái con nhện á. Để đêm đầu chịu khó cực khổ đi, đêm thứ hai mình sẽ kiếm cái giường của mình qua đêm nhá. Ui nữa, đâu vậy? Ở đâu vậy? Ui anh ơi, anh làm gì mà mấy con zombie nó quýnh anh hoài vậy? Anh này làm gì gây thù chút quán với mấy con kia ghê mà nó quýnh anh này hoài luôn á. Mình có nên quýnh cái con Enderman này không ta? Chơi lớn luôn nha các bạn. Ui. Ui, Enderman thứ dữ. Ui, xong mình rồi. Ui, đụng trúng Enderman thứ dữ rồi. Ui, mình quýnh nó mình bị cháy nữa kìa. Rồi, mình lỡ kiếm chuyện với con thứ dữ rồi. Ui, sao giờ? Mình phải có xô nước á, mình mới quýnh lại nó. Ôi đêm đầu của mình cổ luôn á, toàn những mấy nhân làng này, chỗ chặt chội mà chứa 4 người luôn. Giờ đợi cho nó hết giận mình thôi mà, đừng quýnh nó mà. Ui, mình đỡ được có mấy hit thôi. Giờ mình phải đợi cho cây kiếm mình nó hồi lại cái thanh trên cái đùi gà các bạn thì mình mới có thể đỡ tiếp được. Không biết nó quýnh mình mấy hit là ngõm nữa. Trời cũng gần sáng rồi kìa. Vậy cố lên. Làm liều luôn, làm liều, quýnh nè, làm liều. Ui mình quýnh nó mình mất máu không à. Ui sợ quá. Ui trời gần sáng rồi, cố lên. Ui hết giận chưa. Ô hình như hết giận rồi. Lấy xuống nước một cái. Rồi. Yeah, khỏe rồi. Ui thôi mà. Thôi, đừng giận nữa. Lỡ rồi quýnh luôn nè, lỡ rồi. Creeper đừng. Ui, Creeper này. Chơi liều luôn. Quýnh nhỏ. Ui, con Enderman đánh trâu lắm. Trâu cực kỳ á. Ui, thôi anh ơi. Thôi, bỏ qua. Ai, mấy con này nó khỏe quá. Ui trong đây không có giáp là quýnh nắm lại mấy con này đâu, nó khỏe cực luôn. Ôi, rồi giờ thì cố gắng đi tìm một ít cái len cù thôi. Rồi là không có qua đêm được là mệt nữa. Giống như hồi nãy vậy đó. Bị mấy con này nó quánh quá trời luôn à. Giờ mình sẽ tìm thêm một ít cái hạt giống nữa. Sẽ vứt mấy cái vứt bớt mấy cái hoa này đi. Để lấy cái hạt giống khoai tây coi có khoai tây không. Để mình mang theo ấy, đây có khoai tây nè. Mình sẽ mang thêm một ít để có gì mình còn làm giống rồi sau này mình nhân giống ra mình ăn. Chứ giờ trong đây mình nghèo thức ăn lắm luôn ấy. Và đất này thì mình sẽ nhặt lại rồi ốp lại cho dân làng để không thôi phá làng. Lại đàn ở con đêm mà hay lủng hít lỗ bành kia nè. Giờ phải lắp lại đền cho người ta nữa. Rồi ốp lại. Rồi đi thôi. Đó mình ốp lại rồi nhá. Giờ mình sẽ đi qua bên đây, hy vọng hướng này á sẽ giúp mình tìm thấy được những con cừu. Để mình còn làm giường nữa, mình mới có một cái cục len thôi. Cần thêm hai cục nữa. Và ở đây có băng. Có vẻ tới dùng băng giá rồi. Ở đây có sắt nữa nè. Bên kia có một cái hexico để... Ui Creeper, thôi không chơi nữa. Không chơi với mấy con Creeper đâu. Khá quá trời than luôn. À đây có cọng chỉ nữa nè. À lấy cọng chỉ luôn. Đó giờ mình được thêm một cọng rồi. Giờ thì tìm đường đi lên nào. Lẹ. Không thôi bị con quái nó dí nữa thì khổ á. Rồi nhặt ốp lại. Rồi đi tiếp.
Ui đây quá nhiều quá, mình đỡ không kịp luôn á. Ui đây có gà nè, lấy thịt gà ăn tạm. Cho xin thịt gà nha. Ui không ra thịt luôn. Ui vùng này chắc không có cừu rồi. Ở đây có gì nè? Đây là công trình gì đây? Không hiểu luôn á. Ui đây qua tới cái vùng vùng gì rồi? Có mấy quặng sắt tự nhiên nằm ở trên mặt đất nè. Mình đào tay không được, cái này đào tay không được. Ôi đây còn có tòa thành nữa chứ. Ôi tòa thành gì tầm này mà có rương kìa, mình thấy cái rương hấp dẫn quá. Chắc vô mình coi coi rương có gì nha. Ui rương không có gì hết trơn á. Đập mấy cái spawner này đi, đập ra một cái nè, đập ra một cái. Ui đâu ra vậy? Ui giật hết cả mình á. Ui cái này đâu có gì đâu, đập luôn. Tại vì spawner còn giành đọc á, mình quýnh là chắc chắn không lại rồi. Tại vì giờ mình còn chưa có cả cái bộ giáp mà, sao quýnh lại mấy con đó được. Rồi đây có cái hang động khổng lồ nữa nè. Mà giờ hang chắc chưa đâu giờ. công việc khó nhất bây giờ của mình á, đó chính là tìm cừu. Tại vì trong đây cừu mình tìm mãi mà chưa thấy con nào hết trơn á. Mình coi map lên coi. Ồ mình đang ở vùng băng rồi. Cần một xíu mình phải tìm cách mình quay lại ngôi làng mới được. Mình đang đi xa xa ngôi làng rồi đó. Một xíu mình sẽ tìm đường để quành lại ngôi làng và lấy. À, đây 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 một hexi cầu nè. Đó, vậy là mình được 4 cái hexi cầu rồi. Chỉ một cái hexi cầu gần làng nữa là 5 cái rồi đó. Hấp dẫn hấp dẫn. Mình sẽ đi thêm về hướng bên đây một tí nữa nha. Dùng băng này có vẻ là không có cừu để cho mình lấy luôn rồi. Ôi có bò, có bò. Wow, bò vừa cho thịt vừa cho da nữa. Da thì mình có thể làm được những cái backpack ấy, giúp mình chứa đồ dễ dàng hơn. Ồ, được được. Ui, ở đây còn có con gì bành kia nữa nè, voi ma mút à. Như con này là con voi ma mút thì phải á. Lấy thịt bò nè. Rồi, ui, nhiều da vậy. Có mấy con bò thôi mà quá trời da luôn. Mình sẽ vứt cái gì đây? Mình sẽ đổi ra que đi. Đó, con này vứt. Có thịt rồi nè, kế tiếp mình sẽ nhặt thêm da nha. Mình sẽ vứt thêm cái cây cúp gỗ nè. Đó, được 9 cái da rồi. 9 da là mình làm được một cái backpack rồi đó, dư luôn á. Rồi lấy thêm để còn nâng cấp backpack lên nữa. Ngoài việc giết bò để lấy da ấy, thì chúng ta còn có thể nung mấy cái thịt zombie. Ôi đây đây cừu nè. Yeah. Cuối cùng cũng tìm được những con cừu rồi. Vậy là chúng ta đã có thể chế tạo được những cái ui con voi ma mốt, đúng rồi con voi ma mốt. Vậy là chúng ta đã có thể chế tạo được cái giường rồi. Đây mình sẽ làm luôn. Đổi ra một cái ván nè. Như vậy. Ủa mới 2 cục len vậy? À đây đây một cục nó rớt xuống đây, hèn gì thấy hèn gì thấy tí xíu. Rồi bỏ vào đây bướp nó có cái giường rồi. Giờ thì mình sẽ lấy thêm ít nữa đi, lấy thêm ít cái thịt bò nè cũng như là cái da bò nhá, rồi chế tạo một cái backpack luôn đó. Ui đây backpack thì chúng ta cần màu nữa, màu mình sẽ sử dụng lưu ly luôn đi. Lưu ly như vậy. Ta-da! Chúng ta đã được một cái backpack rồi. Sau đó mình sẽ cho hết những cái quặng quý giá của mình vô. Đó, những cái thứ quý giá cho hết vô đây nhá. Cái này thì chúng ta vẫn có thể chế tạo được vũ khí cũng như là khiên nè. Cái đầu con skeleton ấy. Đó, rất là hay. Và mình sẽ... hết rồi. Giờ mình sẽ lấy lại cái bàn chế tạo nhá. Rồi. Một xíu mình sẽ lấy thêm thịt bò cũng như là da bò sao. Còn bây giờ mình sẽ đi về hướng này một tí nữa. Biết đâu trên đây thì mình lại tìm thêm được những cái hexico hoặc là một cái công trình nào đó thì sao nào. Bên đây một cái nhà bỏ hoang. Ở đây có rất là nhiều nhà bỏ hoang luôn nha. Mình để ý là có rất là nhiều nhà bỏ hoang. Và phía trước mình là một cái nhà tuyết nữa hay sao kìa. Có rất là nhiều cái bỏ hoang luôn. Cái bông hoa này, bông hoa nhìn 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 từ xa giống như cái bông hoa sen vậy. Nhưng mà ở trên tuyết cơ. Rồi, lấy thêm thịt bò nè. Đó, vậy là lần này mình hết sợ chết đói rồi. Quá trời thịt bò để mình ăn luôn. Rồi có cả thịt heo nữa. Và trước mặt mình như là một cái nhà hay cái gì nè. Được được được. Để mình lấy thêm ít thịt heo rồi mình qua bển thử nha. Đó, lấy thêm thịt heo nào. Trong đây thứ quan trọng thứ hai ấy, ngoài giường đó chính là thức ăn ấy, tại vì mình phải chạy liên tục để đi khám phá, thành ra việc thiếu thức ăn là không thể nào xảy ra đối với mình được, nếu không thôi là mình sẽ ngợm á. Và đây là một cái nhà bỏ hoang thôi, thôi chắc sống tạm ở đây cũng được nha, kệ tạm thời sống tạm ở đây đi. Và đây nó có một cái công trình gì nữa nè,
ngay vị trí này nè. Wow, nãy giờ mình đi xa chỗ spawn dữ lắm rồi. Để từ từ trong thời gian dưới 2 tập á, mình hoành lại cái chỗ spawn nha. Để mình coi coi trên đường đi á, mình có gặp được cái Hexico nào không. Mình còn nhặt thêm nữa. Phía trước mình là một cái tòa thành gì bự quá trời rồi. Kìa, nó bự, bự cực luôn. Cái này mà mình chiếm được á, mình vô đó mình định cư cũng được á. Cái đó mình thấy khá là rộng. Ở đây có những cái con hươu cao cổ. Có gặp được cái hươu cao cổ nữa. À, những cái tòa thành, cái đó chắc tòa thành đi xuống á, tại vì mình thấy nó thấp ịn à. Chắc là tòa thành đi xuống á các bạn ơi. Và cái vùng này sao hiếm cái mấy cái Hexico vậy ta. Thấy mía nè. Ui trước còn có cái công trình gì nữa. Để mình qua mình kiểm tra hết. Không bỏ... Ui ui, tê giác. Toàn là động vật hoang sơ thôi. Wow. Động vật hoang sơ quá trời luôn á. Rồi kiểm coi coi đây còn cái Hexico nữa không ta. Wow, cái này nó ở trên mặt đất luôn chứ không phải là ở wow, nó trồi lên trên mặt đất luôn á. Ở đây là vùng sa mạc rồi. Đi một xíu mình lại đã tới sa mạc rồi. Ở trên sa mạc thì mình thấy là nó có mấy con, cái con nhỏ nhỏ này nè, giống như cái con nhím vậy đó. Mình cứ liên tưởng nó như con nhím thôi. Mà thôi, không nên quấn nó đâu, quấn mấy con lạ lạ lỡ nó mạnh quá. Ui, cá sấu kìa. Cá sấu nước mặn. Nó sống ngoài biển là cá sấu nước mặn rồi. Wow, quá trời thứ mới lạ đối với mình luôn ấy. Giờ mình vẫn chưa có nơi để định cư nữa. Tạm thời chắc mình sẽ dừng chân á ở phía dưới cái công trình này đi. Rồi sau đó mình sẽ qua đêm để cho nó set spawn point của mình á, là ngay vị trí này. Và coi coi mình có cái đường nào để mình đi lên không. Hy vọng trong này là cái khu bỏ hoang đi, để mình còn mượn để sống tạm chứ. Giờ mình hết chỗ để ở rồi. Sống tạm chỗ này thôi. Hy vọng không có ai, hy vọng không có ai. Ui, mình nghe tiếng con sương rồi. Ui. Làm liều luôn. Mặc đồ. Làm liều. Chiếm đóng nè. Ui, còn con nữa. Ui, cầm khiên nữa. Ui, nó còn biết đỡ nữa cơ. Ui, ui. Ui. Cầm khiên hả? Cầm. Ui, mình quýnh nó lâu ngỡm quá. Ui, được cái gì nè. Làm lẹ. Fire Essence. Chưa, để coi cái này làm được gì không. À, làm được mấy cái mũi tên. Và cái mấy cái gậy nữa. Wow, là mấy cái này cần thiết. Vứt bớt đồ vô cái này tạm đi. Một chút nữa mình nhặt, mình dọn lại sao cũng được. Rồi. Ui, có giường cho mình ngủ luôn. Ý, có gậy sách luôn. Wow. Ui. Ui, giật hết cả mình á. Hù người ta. Ui, mình được cái gì nè. Wow. Đồ xịn. Ui, kệ giật mình xíu mà được đồ xịn cũng ok luôn. Rồi, tìm đường đi lên trên coi. Ui, cái này nó có hiệu ứng đánh mặt lùi á. À, nè. Đánh lọt sàn luôn. Đánh một phát lọt sàn luôn. Chiếm. cái thành trì của người ta, mình vô mình chiếm, mình quánh người ta lọt sàn mình chứ. Ui, cái này dùng phép được nè. Ui, đâu có được đâu, mà sao nó... Ui, hình như niệm phép được. À, niệm phép để nó bật lùi hay sao ấy. Ui, mấy con này hình như miễn nhiễm sát thương khi rơi thì phải. Mình đánh nó rơi cao vậy mà nó không ngỡm. Ui, con này nó giữ cái rương. Ui. Giàu to rồi. Giáp kim cương kìa. Dây. Áo giáp kim cương. Xà cạp xích. quần lưới mà nó đặt tên là xà cạp xích chứ. Rồi mình sẽ lấy luôn cái rương nhá. Lấy cái rìu ra coi. Đây, lấy cái rương luôn. Đó, tạm thời thì chắc sống tạm chỗ này rồi. Chứ giờ mình hết nơi để đi rồi á. Wow. Vô tình gặp được nguyên một cái tòa thành luôn chứ. Coi coi cái chỗ nãy có cái giường đâu. À, đây còn con nè. Quýnh vô lọt dưới luôn. Rồi đi xuống dưới để ngủ một cái. Có tên nông dân hả? Skeleton nông dân nè. Rồi cắm một cây đuốc ở đây quá trời giường để mình có thể ngủ nè. Ui, nó còn có giáp kim cương enchant nữa. Xịn lắm luôn á. Coi coi đây có than không. Mà ở đây không có than để mình làm nữa.
Ok, ngủ tạm đây đi. Đó. Như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã tìm thấy được một cái tòa thành rất là thích hợp để mình có thể làm nơi định cư tạm thời rồi. Mình sẽ ở đây chắc là cũng một khoảng thời gian á, rồi khi nào mình tìm được một nơi thích hợp hơn thì mình sẽ dọn tới nơi ở mới nhá. Còn bây giờ thì tạm thời sống ở đây thôi. Tạm thời sống chung với mấy anh skeleton khó tính này. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và ở tập sau nếu các bạn muốn mình chế tạo những cái vũ khí gì mới á, hay là bộ giáp gì thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Và nếu các bạn thích series này á, thì đừng quên bỏ lại cho mình một like á, để mình có thêm động lực để làm thật là nhiều tập tiếp theo nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.